Hello, hello! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu sư Phụ đến từ C4M Group. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một thông tin rất là đáng mừng đến từ uh, sàn Binance cũng như là dự án Anlayer. Thì đây là một dự án trước đây chúng ta đã từng tham gia vào cái chương trình testnet của nó và hiện tại thì Binance đã chính thức công bố rằng đây sẽ là dự án pool thứ 45 ở trên sàn nhé, chúng ta có thể xem tất cả những cái thông tin chi tiết đến từ cái dự án này ở trên cái bài viết chính thức của sàn binance, các bạn có thể xem nhé. ở đây các bạn có thể xem cái à, chi tiết của cái chương trình lao pool, cái token alt này, à, tên là Anslayer và ký hiệu là alt, max token supply tức là à, tổng cung nó sẽ là 10 tỷ token alt và lao pool token reward nó sẽ là 500 triệu token và chiếm 5% tổng nguồn cung và tổng lưu hành tổng lưu hành sẽ là 1 tỷ mốt nhé các bạn 1 tỷ 100 triệu ALT chiếm 11 phần trăm tổng nguồn cung và smart contract của nó hiện tại đang có ở trên mà BNB trên cũng như là Ethereum thì các bạn có thể check ở trên hai cái mạng này nhá đó thì các bạn cần phải KYC để có thể tham gia vào chương trình lau pool ở trên sàn Binance và sẽ À, giống như cái dự án Manta Network Sẽ có hai cái đồng mà các bạn có thể stack để có thể nhận được lãi suất đồng ALT này Đó là stack đồng BNB hoặc là đồng FD, USD Thì cũng tương tự cái pool thì nó sẽ là 400 triệu token ALT dành cho pool của BNB Chiếm 80% và 100 triệu uh, ALT uh, dành cho pool FD USD và chiếm 20 phần trăm Ở đây thì thời gian thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể farm vào bắt đầu vào ngày 19 tức là hai ngày nữa thì chúng ta mới có thể bắt đầu farm nhé và nó sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 1 năm 2024 thì cái thời gian farm nó khá là lâu này thời gian farm nó rơi vào tầm 5 ngày và sau đó thì vào ngày 25 10 giờ UTC thì ALT sẽ chính thức list ở trên sàn Binance thông qua các cặp tiền là BNB, USDT, BNB, FD, USD và TRI Thì đấy là những cái cặp tiền mà list cái đồng ALT ở trên sàn Binance Và các bạn à, lưu ý nhé Ở đây thì các bạn có thể check tất cả những cái thông tin đến từ dự án, từ cái website này đến cái kênh Twitter này Các bạn có thể check nhé Chúng ta có thể thấy là cái kênh Twitter của dự án này hiện tại đang có uh, hơn 500.000 follow Và cũng đã thông báo chính thức là sẽ là lau pool ở trên sàn rồi Đó, thì các bạn có thể xem ở đây Ngoài ra thì những cái bạn nào mà đã tham gia vào các cái chương trình uh, testnet trước đây ấy, Chương trình testnet trước đây ở đây các bạn này Các bạn có thể check lại cái bài viết uh, Trước đây mình đã từng uh, giới thiệu rất là cụ thể và chi tiết là cái dự án này được Binance Lab đầu tư nhé Đó thì các bạn có thể thấy là để ý nhé những cái dự án mà Binance Lab đầu tư hiện tại đang đang rất là hot và đa phần được Binance lau pool hoặc lau pad và list thẳng lên sàn Binance luôn. Thì đó là đều là những cái dự án cực kỳ chất lượng và khi mà các bạn tham gia vào à, tập trung tham gia vào cái chương trình op cũng như là testnet của họ thì à, đa phần là cái phần thưởng rất là xứng đáng và lên tới hàng trăm đô hoặc thậm chí là có những kèo hàng nghìn đô. Đó, thì các bạn có thể check lại cái cái bài testnet này nhá. Nếu như bạn nào mà tham gia vào đã hoàn thành đầy đủ những nhiệm vụ ở trên uh, cái 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 bài viết testnet này này. Thì chúc mừng cho các bạn thì các bạn có cơ hội sẽ nhận được nhá. Hiện tại thì vẫn chưa có cái công bố chính thức về cái uh, phần thưởng cũng như là cái điều kiện. Tuy nhiên là khả năng rất là cao thì uh, các bạn tham gia vào cái chương trình testnet thì sẽ nhận được. Ngoài ra thì những ai mà đã stack tham gia vào agent cũng như là Tier stack này, tức là stack đồng tier ấy thì cũng sẽ nhận được airdrop đến từ cái dự án Aegis này. Đó, thì việc còn lại của chúng ta là có thể là mua BNB hoặc là mua FDUSD ở trên Binance ấy, hầu sẵn đi để chúng ta có thể tham gia vào cái chương trình lao pool ngay sau khi mà cái chương trình Uh, Lao pool của sàn Manta Của, của dự án Manta Network ấy, Kết thúc ấy, thì chúng ta có thể là uh, Chuyển qua cái pool thưởng Của Lao pool của đồng ALT này luôn Đó. Còn những bạn nào mà đã tham gia vào testnet Cũng như là tham gia stack ETH hoặc là stack T Thì chúng ta sẽ chờ cái link Công bố chính thức cũng như là uh, Check những cái điều kiện Cũng như là cái số lượng phần thưởng mà chúng ta nhận được Đến từ cái dự án nhé Còn hiện tại thì uh, chỉ mới là thông báo thôi còn chưa có cái đường link trách chính thức cũng như là 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 cái số liệu chính thức cho các bạn đó thì đấy là những cái thông tin rất là quan trọng cũng như là rất là vui uh, mà mình muốn gửi đến cho các bạn từ cái dự án Anlayer cũng như là cái sàn Binance đó chương trình lau pool thứ 45 đó thì những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiểu sư phụ chúc cho các bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền đừng quên nhấn vào nút đăng ký nhé nhấn vào nút đăng ký nhấn quả chuông để khi mà mình ra video thì các bạn sẽ được là người được xem đầu tiên cảm ơn các bạn nhé có bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại